Hello anh em, chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em siêu phẩm áo polo hàng mới về nha em nhé. Vẫn là đồng giá 299k cho một sản phẩm, free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì có thể mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em khoảng 30 áo polo từ mã P201 đến mã P230. Ở trong đó rất nhiều áo Lacoste nhá, Nike, Adidas, Puma, Dunhill, rất nhiều các cái thương hiệu lớn cho anh em nhé. Rồi hôm nay em sẽ lên luôn cho anh em nhé. Đầu tiên em lên cho anh em một con Lacoste rất đẹp nhá, con này mới lắm. Này mới trên 90%, 90-95%, cực mới luôn nhá. Con size 4 này. Đây trên này nó ghi là made in Japan luôn. Logo theo của Lacoste này, đẹp luôn. Cúc vỏ sò này, đây, cúc vỏ sò của Lacoste này. Con này là cotton 100% bên Japan, tag anh em nhé, đây, rất là mới nha. Con này hoàn hảo thôi, nó không vấn đề gì cả, đây, mới ép. Mã P201 này, vai 44, bụng 54, dài áo là 67 anh em nhé. P201. Mà tiếp theo này, của em Adidas này. Màu xanh rất dễ mặc anh em nhé. Adidas Climelite này. Đây, Adidas Climelite này. Đây. Trên này là nó ghi là đây cũng Climelite, con này là sản xuất tại Cambodia nhé, Campuchia anh em nhé đây. Campuchia. Đây con này mới về 90%. Áo thể thao polyester nhé. Logo của nó logo in. Đây, polyester 100%, tag này anh em nhé. Bên Cambodia. Đây bên này nó có vạch này em nhé. Đây nó có vạch xanh này. Đây vạch xanh thêu này, này. Mã P202 nhé. Vai 45 bụng 48. Giá áo là 67 anh em nhé. Giá áo là 67 này. Đây quần áo Adidas rất mới. Cúc của nó dập hiệu anh em nhé. Đây cúc dập hiệu chữ Adidas Football nhé. Đây là áo Adidas đá bóng Adidas Football này. Đây ở mã P202, vai 45, bụng 48, giá áo là 67. Ở mã tiếp theo nhé, em lấy cho anh em một con Puma màu đỏ này. Đây, Arsenal nhé, cho anh em là fan hâm mộ Arsenal này. Đây, của nó là logo này, logo in nhé. Đây, áo rất là mới luôn này. Đây, nét căng, này mê China luôn anh em nhé. Ngoài mới phải đến 95%, rất mới luôn. Đây, công nghệ dry cell áo của Puma. Này, đằng sau là có họa tiết in này, in tiếp này, trông rất đẹp anh em nhé. Đây. Đây, nó có cái đường ở bên này anh em này, đây con áo này. Đây, chứ nó không có vai anh em, nó sẽ có đường một cái hai cái đường ở trên áo này. Đây, cúc dự phòng này, Mechina. Con này là 54% cotton nhá, 46% là polyester. Tác này anh em nhé. Đây, cúc của nó cũng dập hiệu hình Puma anh em ạ. Đây. Ở mã P203 này, bụng 45, dài áo là 71 anh em nhé. Áo dài 71. Ở mã tiếp theo này, của em Lacoste nhé. Màu rất đẹp anh em này. Lacoste này. Đây. Con này có cái là nó bị cắt mất cái tag ở trên này thôi anh em này. Đây này. Cắt mất cái tag này. Đây còn lại độ mới rất cao, này mới phải trên 90%. Đây, cúc này. Cúc con này cũng kiểu cúc đặc trưng của Lacoste thôi. Đây, cá sấu cực to luôn anh em nhé. Cái này là in này. Đây, in Lacoste này, Friend này. 1928, thương hiệu rất lâu đời rồi. Ở mã P204 này, vai 45, bụng 53. Dài áo là 74 anh em nhé. Mã P204. Đây, còn Lacoste rất đẹp luôn. Ở đây bên này còn thêu tiếp anh em này. Đây, bên này còn thêu tiếp này. Đẹp luôn. Con này là made in Peru, cotton 100%. Đây, made in Peru anh em nhé, cotton 100%. P204 nhé, vai 45, bụng 53, giá áo là 74. Ở mã tiếp theo nhé, của em Golden Bear rất đẹp luôn anh em này. Con này các chú các bác mặc rất nhã nhặn, rất hợp luôn. Đây, một cái tag ở bên Nhật. Đây, cúc của nó dập hiệu cho Golden Bear nhé. Golden Bear này, đây. Bôi bên trong cổ áo này, cực đẹp luôn anh em ạ. Đây, chú ơi, đây. Đây, rất đẹp nhá, cái caro này.
Cô đường bia này. Đây, cá của nó cô đường bia đây em nhé, form size M này. Con này là chất 55% là cốt tông, còn lại là pha với polyester nhé, con này hàng nội địa Nhật. Đấy, tác này. Đây, con này là chất rất mát này, mặc rất dễ mặc, đã nhận này. Độ mới cực cao nhé, con này cũng phải 95%. Mã P205 này, vai 43, bụng 49, dài áo là 69. Đây, mang một đường bia màu rất đẹp. Ở mã tiếp theo là em đăn lốp nhé, đăn lốp này, cúc dập hiệu anh em nhé, cúc dập hiệu này. Độ mới con này cực cao luôn. Đây con này mới cũng phải 95%, con xe M. Áo rất mới luôn. Đây, đàn lốp Moto Sport này. Con này cũng hàng nội địa Nhật anh em nhé, 75% cốt tông, con này là pha polyester, tác nét căng luôn. Đây, con áo rất mới, rất đẹp anh em nhé. Đây, đây họa tiết hình quả chám nó làm rất đẹp. Đây, trông rất sang luôn. P206 này, vai 44, bụng 52, dài áo là 66, dài áo là 66. À, tiếp theo mà em Puma này, Puma, con này là màu ghi, đây, họa tiết theo nhé, theo Puma này, rất mới luôn. Đây, con này cũng mới phải trên 90%, con xe M, cúc của nó cũng dập hình Puma em nhé, dập hình Puma đấy. Đây, nó viền cổ, viền tay này. Đây, dưới áo của nó có vạt áo này. À, con này là 97% là rayon, lại là pha với cũng là pha, nói chung là con này chất liệu rayon anh em ạ, không phải cốt tông rồi nhá. Rayon. Con này made in Bangladesh. Rất là Bangladesh nhá. Đây, chất sờ rất là mịn luôn. Ở mã P207 nhá. Vai 42, bụng 48, dài áo là 68. À, mã tiếp theo này. Con này của Wick and Long. Ui, con này thêu rất đẹp luôn anh em này. Tất cả là thêu hết anh em nhé. Bên này thêu này. Thêu này. Đây cũng là thêu hết anh em nhé. Đây này, hình thêu của nó rất đẹp luôn này. Đây hình con thỏ này. Dưới đang biết con gì không biết này anh em nhé. Trông rất đẹp luôn. Đây cổ áo của nó này. Nó làm họa tiết rất là đẹp luôn này. Đây tay áo của nó cũng có viền này. Đây một con áo rất đẹp luôn. Rất mới anh em nhé. Đây, con này là 60% là polyester, còn lại là cốt tông này, tác này anh em nhé. Đây, cúc của nó cũng dập hiệu anh em này, cúc kẹt lon, đẹp luôn. Mã P208 này, vai 52, bụng 56, dài áo là 70. Đây, con áo rất đẹp luôn. À, mã tiếp theo là em Mizuno. Là Mizuno nguyên tác anh em nhé. Mizuno nguyên tác, con này mới tinh này, chất polyester thể thao. Đây, con này mới, nó là áo nguyên tác mà nha. Đây, họa tiết in. Đây, con này là made in China, polyester 100%. Đây, tác này. Ở mã P209 này, vai 45, bụng 50, dài áo là 64 anh em nhé. Dài áo là 64. Đây, đằng sau thì là nó có in chữ Japan này, Nhật Bản. À, mã tiếp theo là một em Nigop anh em nhé. Này gốp này, con này form size L này. Đây, này gốp này quá nổi tiếng rồi, và tiếp theo nhá. Theo này. Này gốp toàn là made in Thái Lan hết anh em nhé, có tại Thái Lan. Đây, màu tím rất đẹp luôn này. Đây, tác mới tinh luôn, chất thể thao polyester 100%, tác này anh em nhé. Ở mã P210 này, vai 46, bụng 53. À, dài áo là 71 anh em nhé. Áo dài 71 này. Đây, rất mới luôn, con này mới nó phải đến 97-98% nha anh em nhé, áo không khác gì áo mới luôn. Đây, cúc cũng màu tím này, cũng có dập hình logo Nike. Mã P210 nhé, vai 46, bụng 53, dài áo là 71. À, tiếp theo là một em Lacoste màu đỏ nhé, rất đẹp luôn này anh em này. Lacoste màu đỏ này. À, con này đây là nó là hình in nha anh em nhé, in Nhật. Ờ, con này form size số 4 này, dáng slim fit này. Đây. Con này cổ nó hơi xù tí đó, thực ra cái này nó vẫn áo, chất liệu áo nó vẫn rất là mới anh em nhé. Đây, em nhìn kỹ này. Đây. Hình thêu của nó thì lại ở dưới góc áo này anh em này. Đây. Ở dưới bên này.
Con này là chất cốt tông nhá, cốt tông 100%. Con này là hàng nội địa Nhật anh em nhá, hàng nội địa Nhật. Đây, tag anh em. Mã P211 này, vai 41 bụng 47, dài áo là 65 anh em nhá, áo dài 65. Em là cốt rất đẹp. Mã tiếp theo này, em con này Merriman, con này áo gốp nhá. Dòng áo gốp này. Đây, cổ áo của nó làm rất đẹp luôn này. Con này mới 99 100% rồi, áo nguyên tác. Đây áo gốp này, Merriman, áo gốp. Đây, họa tiếp theo của nó đây anh em nhé. Tiếp theo này. Con này đây nó ghi giá là 7.000 yên anh em nhé. 7.000 yên thì nó không cao lắm, nó khoảng tầm 1,5 triệu, không cao lắm. 60% là polyester nhé, gọi là cốt tông nhé. Con này cũng hàng nội địa Nhật anh em ạ. Mã P212 này, vai 42, bụng 49, dài áo là 72 anh em nhé, dài áo là 72. Đây, con áo, nói chung con này là áo mới. Áo mới kiểu phong cách nó đơn giản đó. Tiếp theo em đan lốp này, họa tiết rất đẹp anh em nhé. Đây, nó có một cái điểm nhấn là một cái đường đen ở bên phải con áo này. Đây, chỗ này là logo in của đan lốp này. Cúc của nó là cúc bấm anh em nhé. Đây, cúc bấm này. Đan lốp con này form size M này. Đây, con này mới nó phải đến 90%. Ở hàng nội địa Nhật anh em nhé, 70% cốt tông, quả là polyester. Đắt này. Mã P213, vai 45, bụng 47, dài áo là 65 anh em nhé. Áo dài 65. Mã tiếp theo của em Adidas nhé. Con này là công nghệ Climacool nhé, Climacool công nghệ áo mặc cực kỳ mát luôn. Đây, con này độ mới khoảng 90% anh em nhé, 90%. Chất thể thao, polyester 100%. Tác này, áo vạch này. Cúc con này dập hiệu nhé, con này là Adidas Tennis nhé. Cũng lại dòng Adidas Tennis này, con này chất mát lắm anh em ạ. Đây, Adidas Tennis nhé. Đây, bên này nó có đây, ba sọc in nhé anh em nhé, ba sọc in này. Đây. Đây, con này cũng họa tiết in tiếp anh em nhé. À hôm rồi em có một con Adidas Tennis cũng thế, con này nó viền nó màu xanh, con này viền màu vàng. Mã P214 này, và bụng 49 dài 70 anh em nhé. Bụng 49 dài 70. Áo tennis thì mặc siêu mát rồi anh em ạ. Mã P214 này. Mã tiếp theo này. Găng ten này, cu này họa tiết quá đẹp luôn anh em. Họa tiết hình hai con vẹt này. Đây. Nó là dệt cùng con áo đấy anh em nhé, chứ không phải là họa tiết in hay cái gì đâu. Quá đỉnh cao luôn anh em. Nhìn họa tiết con áo này. Quá đẹp luôn. Cúc nó làm rất đẹp này. Con này mới 95% rồi, áo nhiều mới. Chất liệu cốt tông siêu mịn nhé. Cốt tông cực kỳ mịn luôn. Con này là cốt tông 100% nhé. Cũng hàng nội địa Nhật anh em ạ. Đây. Mà đẹp quá anh em. Quá đẹp. Mã P215 này, vai 51 bụng 57, dài áo là 67 anh em nhé. Áo dài 67. Mã tiếp theo này, em Acure. Áo thể thao, áo polyester nhé. Con này mới 97-98%. Áo mới tinh. Con size M này, anh em nhìn con áo này. Rất mới luôn. Đây có số 41 này. Đây, đằng sau này, hình rất đẹp luôn. Con này made China nhé, polyester 100%. Đây, tác như mới, con này áo mới, tác như áo mới. Ở mã P216 này, vai 43, bụng 49, dài áo là 65 anh em nhé, áo dài 65. Em con áo rất đẹp luôn, áo này thì anh em đi thể thao. Mã tiếp theo là mã Fila này, ba màu quá đẹp luôn anh em này. Fila, quá đẹp luôn. Đây, cổ trắng tinh. Phong size M anh em nhé, phong size M này. Đây, chỗ này là hình theo này, theo Fila anh em nhé. Cúc của nó thì con này nó làm cúc trơn này, trơn anh em nhé. Cốt tông 100% nhé, chất cốt tông 100%, tác này, con này mới tinh, nó căng này. Mã P217 này, vai 54, bụng 58, dài áo là 67 anh em nhé, áo dài 67. Con áo rất mới luôn. Fila. Tiếp theo là em là cốt màu tím này. Con này form size số 2 anh em nhé. Size số 2. Đây, là cốt này. Đây, cúc của nó này.
Con này thì độ mới nó khoảng 90 nhá, 90% anh em ạ. Made in Japan nhé, cốt tông 100% tác anh em. Mã P218 này, vai 40 bụng 47, giày áo là 65 anh em nhé, giày áo là 65 này. Tiếp theo mà em Fila, con này là form size XO. Đây, còn tiếp theo của nó đây. Theo để bên này. Đây. Theo Fila này. Đây, cúc nào nó dập hiệu cho Fila nhá. Fila Andic, biết là cái gì. Đây. Cúc dập hiệu Fila này. Đây, con này bên China anh em nhé. 65% polyester, có lẽ là cốt tông. Tác này. Đây, áo rất mới luôn. Mã P219 này, vai 43 bụng 54, giày áo là 69 anh em nhé. Giày áo là 69 nhé. Con này chất pha đấy, nhưng mà chất con này nó đây, thứ nhất là con này nó mới, nó khoảng 90%, nhưng mà cái chất con này là nó không phải là kiểu chất cốt tông mịn đâu anh em nhé. Này, cổ áo này. Này. Đây là cái chất áo này, đây này. Đấy, nó cốt tông kiểu cốt tông sợi, chứ nó không giống sợi cá sấu. Đấy, nó đan kiểu khác. Đấy, chứ nó không phải là kiểu cốt tông mịn đâu. Mã P219 này, vai 43 bụng 54, giày áo là 69 anh em nhé. Tiếp theo này, của em Abachot này, cục này quá đẹp luôn. Abachot form size M này. Đây mình cái họa tiết của nó nhé, đây họa tiết hình kẹ này. Rất đẹp luôn, cổ áo nó cũng vậy nhé. Đây, một cúc này. Cúc nào của nó dập hiệu chữ Abachot nhé. Đây, con này mặc lên quá lịch sự luôn. Mà áo thêu, đây, thêu này, mà chất áo nó đẹp ấy. Con này nó phải đến 97-98%. Thiếu một bàn tác nó thành áo mới. Quá mới luôn. Đây, đằng sau anh em nhé, nó cũng mà tiết kẻ này, đẹp luôn này. Chảy hiệu này em bán nhiều lắm rồi. Bán rất chảy hiệu này. Và chất polyester 100% nhé. Đây, hàng nội địa Nhật. Ở mã P220 này, vai 43 bụng 52, giày áo là 66 anh em nhé. Áo dài 66. Em áo mà chốt nhiều mới luôn. Mã tiếp theo này, mà em Asics nhé. Mà em mới đi Japan, con áo bóng chảy hay bóng đá thì đây. Theo anh em này, đều theo này, Tokai này, theo đây, bên này theo Asics này. Con này là cũng hàng nội địa Nhật nhá. Chất polyester 100%. Tác này. Rất mới nhá, con này mới á, mới tinh. Đây bên này có theo chữ này, theo chữ này, đây. Chỗ này nó hơi bị bẩn dính mực một tí, nhưng cái này em lau sạch cho anh em được nhé. Đây, em lau acetone, lau sạch. Sạch hết sạch luôn, mới tinh luôn. Mã P221 này, bụng 52, giày áo là 70 nhé. Giày áo là 70 này. Đây, con áo Asics rất đẹp luôn. Mã tiếp theo mà em Under Armour nhé. Mã tiếp theo này, Under Armour này. Đây, con này mới lắm. Đây, con size S này, made in Việt Nam nhé. Đây, con này độ mới khoảng 95%. Áo như áo mới nhé. Cái thương hiệu này thì nó giá tiền nó giống như đội Nidas anh em nhé. Giá nó phải tầm 2-3 triệu quần áo ấy. P222 này, vai 42 bụng 49, giày áo là 67 anh em nhé. Ăn được mò. Con này made Việt Nam, chất liệu polyester 100%. Đây, tác này anh em nhé. Quần áo của Under Armour. Mà tiếp theo là em Dunhill nhé. Đây. Dunhill họa tiết thêu này. Đây, thêu của Dunhill nhé. Con này made in Italy nhé, chất liệu cốt tông nhé. Đấy, con size S này. Cốt tông con này thường dòng Dunhill nó là cốt tông siêu mịn, mà cực kỳ mát luôn, mà thấm hút mồ hôi tốt ấy. Đây, cũng dập hiệu anh em nhé. Con này mới nó phải để 95% nhé. Rất hiếm khi con Dunhill nó làm cái họa tiết trông mới mẻ trẻ như này anh em ạ. Đây. Đan Hill cho anh em chưa biết, áo của nó lúc nào 7-8 triệu trở lên nha anh em nhé. Không có giá dưới đâu. Bao giờ cũng thế. Đây, tác này, cung dự phòng này. Con này mới tinh luôn anh em ạ. Đan Hill mới tinh luôn. Mã P223 này, vai 40 bụng 43. Giày áo là 74 anh em nhé. Đây, cái dài như này thì anh em mà về kiểu gì cũng mặc kiểu sơ vin thôi, chứ nó vai 43 mà nó dài như này. Áo kiểu áo mặc kiểu sơ vin anh em. Mã P223 nhé,
vai 40, bụng 43, dài áo là 74 nhá. Hoặc là anh em về có thể không thích sơ vi thì có thể cắt đi, tại vì là nó kiểu nó vạt thẳng như này ấy, mình cắt bớt đi mà mặc được. Không mã P223 nhá. Mã tiếp theo này, Caribbean Joe nhá, form size M nhá. Ô này thêu quá đẹp luôn anh em này. Hình thêu của nó là rất dày dặn nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Áo thì cái màu dễ mặc rồi. Đây, con này cũng quá đẹp. Cũng dập hiệu nhá. Cũng lại dập hiệu này anh em này. Đây. Đây. Đây, ở dưới này anh em nhỉ, vạt áo này cũng làm được. Vạt rất đẹp luôn. Con này hàng nội địa Nhật nhá. 55% là polyester, còn lại là cốt tông. Đây này. Mã P224 này, vai 40, bụng 47. Dài áo là 65 anh em nhé. Áo dài 65 này. Một con áo con này mới nó phải đến 97-98% anh em nhé. Áo mới tinh, không lỗ nhỏ. Đây, áo rất đẹp luôn, có viền tay này. Mã P224 nhé, vai 40, bụng 47. Dài áo là 65. Tiếp theo là mấy em Polo Ralph Lauren nhé. Form size M này, size M này. Đây, con này thì mới cũng 95% anh em ạ, mới tinh. Rất hiếm khi những cái con Ralph Lauren mà nó làm cái chất cốt tông mịn như này anh em nhé, đây này. Đây, cốt tông này, cốt tông siêu mịn luôn. Đây, mặc rất là mát mà nó kiểu mịn mặc nó thích. Con này thì là nó cái hình thêu của nó ở dưới này anh em. Đây, hình thêu nó ở dưới này. Đây. Mã P225 này, vai 43, bụng 49. Dài áo là 72 anh em nhé, dài áo 72. Đây, thường những cái dòng này nó hay làm áo dài dài á, để kiểu anh em sơ vin đi. Chất cốt tông 100% nhé, con này cũng hàng nội địa Nhật đang này. Ở mã P225. Ở mã tiếp theo này, con Mario Giorgi nhé, Italy, cái hiệu Ý này. Này, con này là made in Japan nhé, con này made in Japan ở trên này luôn này. Con này mới tinh à, con này có tiếp theo này, theo này. Đây là vẫn còn các cái này, cái tay đem mát các thứ này anh em này, làm rất xịn sò luôn anh em này, ở store nhé. Cái nó không thấy nó ghi giá ở đây, nhưng con này em nghĩ chắc phải vài củ, vì áo đây anh em nhìn này, tem mát nó xịn này mà. Đây, hình thêu này. Đây, 50% cốt tông này, 50% polyester. Đây, con này hàng Nhật. Đây, mã P226 này, vai 44, bụng 49. Dài áo là 71 anh em nhé, áo dài 71. Con này áo ở trong store ra rồi. Mã tiếp theo em Lê Cốp này, Lê Cốp này, con này màu rất dễ mặc này, tiếp theo rất to nhé, theo Lê Cốp này. Đây bên này theo anh em này, theo này. Đây. Con này mới nó khoảng 90 nhé, 90%. Cúp nào nó cũng dập hiệu chứ Lê Cốp này. Con này áo thể thao, polyester, này, tác mới tinh, chất polyester 100% nhé. Cúp dự phòng này, hàng nội địa Nhật này anh em nhé. Mã P227 này, vai 40, bụng 47, dài áo là 64. Đây, con này là màu lông chuột này. Đây, áo rất mới. Tiếp theo em Nike họa tiết thêu, áo màu mận. Nike gốp này, con này Nike gốp anh em nhé, cũng rất đẹp luôn này. Đây, con này mới 90%, áo rất mới, con size L này, bên China anh em nhé. Con này Nike gốp này bên China. Polyester 100% này anh em này, tác này. Đây, cũng dự phòng này. Đây, áo rất đẹp anh em nhé, đằng sau này, nó làm này, họa tiết này, rất nổi luôn. Đây, ôi cái chất, cái chỗ này, ôi, chỗ này làm sờ xích cực kỳ luôn anh em. Đây, áo rất hay nhé. Mã P228 này, vai 43, bụng 50, dài áo là 72 anh em nhé, áo dài 72. Mấy áo này gốp. Mã tiếp theo này, em CK nhé. CK con này là CK gốp này anh em này. Đây, CK gốp form size L nhá. Đã CK còn gốp luôn. Đây, con này hình in nhá. Chất con này cực mát luôn, chất thể thao. Đây, cúp dập hiệu CK nhá. Con này mới tinh này, con này cũng trên 90%. Polyester nhá, chất polyester 100%. Con này made in China anh em ạ, tác mới tinh luôn, hàng made in China. Mã P229 này, vai 43, bụng 50, dài áo là 71 anh em nhé, áo dài 71 này.
Đây, áo rất mới luôn. Mã cuối cùng này, bọn em con này là Banana Republic này. Cái này form size M này, hàng mới Sri Lanka này. Đây con này mới nó phải 97-98% anh em nhé, áo siêu mới luôn. Ôi mà cái chất con này sờ nó vừa mịn mà nó vừa sờ rất là thích tay ấy. Đây cúc dập hiệu này. Đây, làm rất tinh tế, cúc nó dập hiệu bằng cái chữ hiệu bé tí luôn anh em ạ, bé tí luôn. Áo trơn thôi nhưng mà con này chất liệu sờ thích lắm. Made in Sri Lanka, cúc tông 100% nhé. EQ of Decoration nhé. Nó là cái gọi là cái, nó có nghĩa là cái kiểu như là cái chất cốt tông mà độc quyền của hãng ấy. Đấy. Ở cái chất cốt tông mà thích lắm. Đây anh em mình kỹ con này còn nó mịn mà nó sờ nó thích tay ấy, anh em. Đây. Áo Banana Republic thì nó không phải là cao cấp lắm. Giá thì nó chỉ tương đương đội Nike gốc thứ nó thì khoảng 2-3 triệu thôi, không phải cao đâu anh em. Mà chất con này sờ thích lắm. Cốt tông con này sờ cực thích. Đây, màu cũng đẹp. Đây, cực kỳ đáng mặc luôn em. Mã P230 mã cuối cùng anh em nhé. Vai 41 bụng 44. Dài áo là 67. Dài áo là 67. Vậy là em đã lên hết 30 mã áo Polo trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với em Dương theo số hotline ở dưới video nhé. Nhớ bấm vào nút đăng ký và nút quả chuông để nhận được thông báo về những cái video em Dương vừa mới đăng. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.